nghe mình chào các bạn nha. À, mình đến điểm thi đấu nha bạn, là Cung Điền Cần Thơ, câu lạc bộ Long An, đồng hành cùng là chân dịch inox ở bên Thanh Nhàn, cùng tuần mới sang Thanh Hưng Long An, cùng với bên em bên gần đây nha bạn. Ngày nay là mình cũng đang có mặt ở Cung Điền nha. Anh em đang trong quá trình chỉnh máy và ngày mai thi đấu nha bạn. Ngày mai thi đấu, anh em đây là bên bộ phận của anh em Thanh Hưng Long An. Nên tham dự giải là năm máy nha anh em, năm máy ha, anh thì máy bảy ti, máy mà tổ chức thi đấu là máy như là máy bảy ngựa nha, em đang chỉnh bạn là đây chỉnh luôn các bạn, chỉnh là tua quầy đấy ha, bạn cái vỏ này chạy thử nhưng mà mình không biết cho mai cái vỏ không biết chạy này nó lớn hơn chút các bạn, vỏ này mình thấy hơi nhỏ nha, mà chạy vỏ mai như là vỏ đổ vui 5m1 anh em bạn, mấy đội khác cũng đang tới cho mai máy à, tiến thử nè. Ngoài 500m các bạn. Có ngoài 500m ha. Thì anh em đang test máy thử, hiện tại là mình đang ở bộ gà Cung Điền anh em ơi. Anh em mới vừa test máy xong các bạn, test thử chân dịch nha, chốt chân dịch đó, coi nó có đạt hay không ha. Là ngày mai anh hỏi rồi là cái vỏ là ngày mai vậy đó bạn. Vỏ đó là vỏ 5m1 của vui đó. Vỏ đó ngày mai là anh em sẽ thi đấu chính thức. Vỏ thể loại 5m1 của vui, máy thì máy qua tổ chức quy định các bạn, máy Hyundai Gasit gì đó ha. Máy nói chung là của hãng quy định ra. Máy này là lồng 72 ly đấu loại nha bạn. Độ thì cho anh em độ tự do. Thì anh em giữ cái lồng 72 ly là được. Anh em đang đổi cái thể thử mới chắc. Tại anh em Long An đi lên tới 5 máy luôn nha các bạn. 5 máy luôn nha. Đây, đây là mình đang trong cái liều của anh em ở Long An. Cái máy nãy là anh thử rồi, nói được là máy nhông sơn. Nhông sơn ha. Rất là đẹp. Đổi máy khác anh em ơi, test máy này xong rồi mình sẽ đổi máy khác nữa ha. Test thử máy thử chương trình. Đây, rất là nhiều máy luôn nha các bạn. Em đang nhiều đội nha, nhiều đội đua khác nhau đến từ các tỉnh thành như cả nước. Tham dự giải này rất là vui nha các bạn. Đây, em đã thử máy kia xong rồi giờ chuẩn bị tới máy này. Đúng rồi bạn. Cái đó là bác con cây kỳ 100 luôn á. Để tiếp tục thử máy thứ hai. Đây, máy thứ hai nha bạn. Rồi, đàn hàng xin gọi là test máy thứ hai rồi. Test thử máy thế nào nha. Đây, hiện tại mình đang ở bài kè của Cung Điền. Chiều 26. Hôm mai là sẽ là thi đấu chính thức các bạn. Mai là ngày 10 thì ngày 7 thi đấu nha. Sáng khoảng 7 giờ thi đấu. Thi đấu tới chiều. Tôi đang thử dịch cho các bạn, dịch của chú nhà nha. Rồi ăn dịch dưới hả? Thử những chốt dịch của máy. Nó dịch gắn cho thử rồi chú. Nó dịch gắn cho thử phải không?
thử chạy thử luôn rồi, thử chạy thử đúng không? Rồi, nhà này lên cùng anh em Long An, những cái máy là cái máy rất là đẹp luôn, máy kiểu như máy ấy, máy độ độ phun bài của anh em, độ của nó tùy nhau, nó tùy cái này. Anh em tiếp tục đang đổi máy nè, còn cách thử nữa. Ôi, chặn cái tay lên. Giật chạy đi hả nhất. Ấn lên, ấn lên. Em thử máy các bạn, em thử máy ha. Cái là những cái ghe của ban tổ chức. Máy này máy mà thi đấu rồi mày, máy bảy ngựa ha, bảy ngựa của anh em đang tập dượt ở đâu thi đấu. Rồi, thử máy nãy giờ này hai ba máy rồi bạn, hai máy còn bốn máy nữa, bốn máy nè. Nhông Sơn coi này mà xuống này một cách nữa ha. Nó đang gắn dịch vô con tét nha bạn. Đã vô, đã vô. Máy không? Con dịch rồi bạn nha. Tết chốt con dịch, chốt máy rồi nè. Những này cái máy này là máy FP các bạn. Máy này đổi pi rồi. Còn nãy là tết máy cơ ha. Máy này thì đổi pi. Đó này thì mai sẽ thi đấu luôn anh em ơi. Nãy mình hỏi rồi ha. Đó khổ vui. 5m1. Nghĩ ký của nó chắc tầm khoảng 40kg trở lại nha nè. Nghĩ khoảng tầm 40kg, do hồi vui 5m1 rồi. Anh em đang trong quá trình test máy. Rất là nhiều đội luôn ha. Đang ở bên đây này. Đội của anh em Long An. Đăng ký thành phần máy mà tổ chức các bạn đánh số gì đó, vỏ máy
chiến dịch. Anh em đang chuẩn bị test từ con máy cho các bạn ha, test một số thế nào, thử về chạy đạn không, rất là nhiều đội luôn các bạn, anh em đến từ rất là nhiều tỉnh thành luôn ha. Đấy, mình đây tới đây thì trời mưa luôn, cái này mình sẽ test nhưng mà để chiều mình có quay lại làm thì quay được cho anh em xem, rất là nhiều đội. Xem thử về thế nào đây. Chỉnh máy cho thi đấu các bạn. Anh em tâm chỉnh máy rồi chuyên dịch. Cũng là rất là nhiều yếu tố các bạn. Để đua sáng ngày mai nha. Sáng ngày 27 ngày chiều 26. Anh em làm rất là chuyên nghiệp các bạn. Mỗi người một câu ha. Có sắp xếp hết rồi, rất là chuyên nghiệp. Vừa là mà rất là vừa luôn, rất là vừa thì đăng ký từ 2, 3, 5 máy thì theo đội của anh em nha. Đây là thi đấu 5 máy. Anh em đang vệ sinh rồi, chung là vệ sinh rồi làm anh chuẩn bị đầu test đó bạn. Test từ con máy đang mai có ngọt hàng mai sớm lên thi đấu nha. Chiều nay còn phải chứng sửa lại giấy nữa, thông số nữa. Của dịch Y Lập Thanh Nhàn, một đội đến từ giờ là Y Lập Thanh Nhàn tài trợ du lịch với bên BRT Long An. Đây là của đội Tân Hưng Long An các bạn. Chương chỉnh chương dịch đó, chương dịch đó là anh em đang chỉnh tháo chương dịch ra đổi chương dịch khác. Mấy năm cái đầu xe thì không làm máy móc. Em không có như anh bảo đâu, anh an tâm. Chưa đổi được trang rồi. Nhiều mắt quá vậy. Đội việc khác này sư phụ. Không 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 không. Để đi rồi chút kiểm xong đi rồi kéo cái chốt lại này không có bình xăng á, có bình xăng có đường của anh em Long An các bạn, đội của anh em Long An. Đây là máy FI các bạn, 3 cái máy FI với 2 cái máy hàng sân cơ. Em đang thi đấu ở đây rồi, giờ đang kiểm tra xong rồi, ok chưa đó. Giờ chiều mai là mình đi đấu rồi. Hay là ngày 26 tháng 9, mai là 27 tháng 9. Đây, rất là máy FI rất là đẹp các bạn. Trong quá trình cấp lại ha,
nãy kiểm tra tháo ra cho anh em kiểm tra mấy cái bộ phận mà đo công suất cái đường lò máy đó, tháo xong rồi giờ anh em phải gắn lại rồi tiếp tục test nữa. Test chiều hôm nay chốt chiến dịch rồi thằng sáng mai chạy qua, thì này là báo tổ chức mới về kiểm tra xong rồi, xíu thì sẽ ra bờ kè này chút xíu cho là anh em chiều nay test rất là nhiều máy luôn. Thì bờ kè hôm nay sẽ là không ngủ yên các bạn đó, bờ kè hôm nay sẽ là tối nay anh em chạy rất là nhiều, tại vì anh em vừa chút máy xong rồi tối nay anh em sẽ thử đó, mấy chục máy đó các bạn, 80 máy nha, bờ kè cũng không điện được hết mình điện này. Cơ rất y, mình cầm nhất rồi nha. Đang chạy nhông sơn. Nhớ các bạn, nhông sơn này, như thế chạy nhông sơn hết, có cái kia đỡ ghét ha, đa số là nhông sơn. Của anh em đến từ Long An các bạn, câu lạc bộ Long An, rất là chuyên nghiệp luôn ha. Dịch đi đất, OB thăm nhà, cùng với thằng thằng Long An, không có cái định OB gọi tới Long An luôn. Cần chỉnh máy. Xe ra đây mình quay cái đoạn cắt cho anh xem nha. Đây là bờ kè cũng tiền. Mỗi người một việc các bạn, phân công rất là chuyên nghiệp ha. Em đang làm ở đây là mỗi người một phân công việc hết rồi. Chỉ ở đây còn mấy anh này làm ở đây. Hôm nay đó thì đang hoàn thiện những bước cuối, sáng mai chạy các bạn. Rất là nhiều các anh làm đây nữa. Này mình giật cái đâu có để nó nữa. Không để thì giật không? Rồi. 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 Chờ, nào bắt tao bắt tao hấp các bạn nha. Quá mà bên lưng. Thôi để cho mấy nó mới bắt tao được. Đây đậu FI các bạn. Nhìn rất là đẹp ha. Xe mà đem không nghỉ xe làm rồi hay ha, đem công nghệ xe rồi đang nghỉ là máy nhông sơn.
dụng cụ nên theo rất là nhiều các bạn, nên theo đầy đủ nha. Có gì giúp tìm xe máy nha. Ba tháo rồi làm mấy máy này nè, như là một tiệm sửa máy mini vậy anh, đủ đồ chứ ha, đủ thiết bị hỗ trợ luôn, em đeo theo rất là đồ, nhiều đồ, là máy, máy bên đó là máy cơ, có máy cơ ha, máy máy bên này là máy bị hết, cái bị hết bị không, ba cái bị hai cái cơ. Hai cái cơ nữa nữa. Là anh em đang đi theo 5 máy mà có 3 cái máy thì còn 2 máy cơ các bạn. Chạy là 5 sên, 5 sên hết luôn. Của anh em Long An các bạn, rất là hầm hố nha, rất là đẹp. Mấy anh em kia thì chạy máy xăng cơ nha, xăng cơ kia, xăng cơ kia, còn em đây chạy này là máy, đây chạy là máy công nghệ copy. Chạy có bình và điện rồi. Rất là máy này rất là phức tạp các bạn. Hầm chỉ tại đang vô vòng trong. Xài máy mài các bạn. Đây là những cái chơi ở trong đây nè. Chơi ở trong. Đây là máy đen các bạn. Máy đen của các bạn. Máy đen của các bạn. Lúc mà chân dịch tiêu dùng xong đó thì mình sẽ chân dịch bị nặng nước rồi đó. Mình cân chỉnh tiếp tục đó. Nói chung là đội Long An anh em chơi rất là chuyên nghiệp nha. Toàn bộ Long An chương trình của nóc thanh nhàn AB của anh em Long An. Chuẩn bị khởi động quá trời luôn.
trời ơi, gà voi à. Quá trời luôn rồi. Em đi. Rồi em đi vô không? Vô rồi. Rồi anh Tân Hương luôn, tiếp tục vô nữa các bạn. Em đi của anh em Long An. Tiếp tục chơi vòng trong. Rồi vô. Anh em Long An các bạn. Tiếp tục chơi vòng trong. Em GB. Đây, tiếp tục câu lạc bộ Long An vô từ một máy nữa bạn. Em đi luôn ha. Đang mưa quá mình không có ra ngoài được nghe nè. Mình ở trong liều quay sẽ không có. Ô, xuất phát. Đó. Ô. Đó chờ lại qua, gắn lên lấy lại rồi. Điều bên trái mình thắng không? Đứa sao quá mình lên trái mưa quá bay, trái mưa nắng mình đổi trái quay em 100 mét đi, thì mấy trận chung kết mình sẽ đổi lên. Này chắc cả vòng vòng tứ vậy ta, còn cái chắc cả chục mét quá đề ba nhanh này. Rồi đề ba nhanh quá, lên một ăn rồi anh em ơi, lên một dập lý ăn rồi. Nếu mình là tay luôn nhà mình không sao rồi lý Long An mình đúng không, lý Long An mình rồi, lý Long An mình vô đây khỏi là... điện Long An điện. Long An lo khỏi điện thế dạng rồi, lý Long An mình không chứ mà chạy dở ngày mấy lý là ba luôn á. Con ta lên một ăn lên một ăn các bạn, đang mưa tầm tã mà anh em dẫn đi tỉnh tới giờ nó mới chạy quá trời, nó thả tim luôn kìa. Thắng con nói rồi mà à, của anh em Long An hình như còn 2 máy, 3 máy thì máy này nó vô vòng 3 hết rồi, vòng 3 rồi bị ra vô vòng tứ luôn rồi. Hiện tại là bên quân dịch cái nóc thanh nhạc còn 2 máy. Chào. Dạ. Sao nó lút nó tại dạ. Đang lút ra sao bóp nó lên. Nhỏ nói vậy ha. Chủ. Mưa thông cảm. Đồ mưa lạnh quá anh em ơi. Xe có muốn đi anh em không? Rồi. Đấy mình về lắm. Mình máy này chạy còn máy đúng không? Là Long An mình còn 2 máy, 1 máy nữa. Máy này thắng rồi còn máy nữa nghe em. Có trời mưa. Không nghe được. Cúp kia. Đây. Mưa tầm tã. Mưa càng ngày càng nắng hạt rồi. Có ai đây? Ra đỏ nữa rồi kìa. Trận cuối cùng của giải Cần Thơ nghe anh em ơi. Lên một vô nữa rồi. Lên một không biết anh em nào đây. Lên một vô á.